Đây là xe tam bên mình nha anh em. Lên màu xe màu của khách, màu đậm giống như trong video nè, không chỉnh sửa màu gì hết nè. Hàng tiên tai 12 ly thì nó rất là nhẹ, kho mày ôm tì đều ok anh em. Ngắm ôm tì các kiểu, tì ôm hay tì tay ngón tay hít hết. Đó. 12 ly lượng 10. Hôm nay mất quỹ. Đó. Anh em ai cần sẽ liên hệ bên mình nha. Chạy từ 12 giờ tối là sáng đi, mưa rồi mấy tối, rồi chạy về tối là nắng ngon, rồi mắt cái cứng ngắt, làm nổi.